Chương thứ 5. Đức Chúa Giêsu cùng môn đồ qua đến bờ biển bên kia trong miền Gê-ra-sê. Ngài mới ở trên thuyền bước xuống, tức thì có một người bị tà ma ám từ nơi mồ mả đi ra đến trước mặt Ngài. Người thường ở nơi mồ mả, dẫu dùng xiềng sắt cũng chẳng ai cột trói được nữa. Vì nhiều lần người bị cùm chân hoặc bị xiềng, rồi bẻ xiềng tháo cùm, không ai có sức trị được. Người cứ ở nơi mồ mả và trên núi, ngày đêm kêu la và lấy đá đánh bầm mình. Người thấy Đức Chúa Giêsu ở đằng xa, chạy lại sấp mình xuống trước mặt Ngài mà kêu lớn rằng: Hỡi Đức Chúa Giêsu, Con Đức Chúa Trời rất cao, tôi với Ngài có sự gì chăng? Tôi nhân danh Đức Chúa Trời mà khẩn cầu Ngài, xin đừng làm khổ tôi. Vì Đức Chúa Giêsu vừa phán cùng nó rằng: Hỡi tà ma, phải ra khỏi người này. Ngài lại hỏi rằng: Mày tên gì? Thưa rằng: Tên tôi là quân đội, vì chúng tôi đông. Nó lại van xin Ngài đừng đuổi chúng nó ra khỏi miền đó. Vả, chỗ đó tại trên núi có một bầy heo đông đương ăn. Các quỷ cầu xin Ngài rằng: Xin khiến chúng tôi đến với bầy heo ấy để chúng tôi nhập vào chúng nó. Đức Chúa Giêsu cho phép. Các tà ma ra khỏi người đó bèn nhập vào bầy heo. Bầy heo từ trên vực cao vụt đâm đầu xuống biển. Có độ 2.000 con heo chết chìm cả dưới biển. Những kẻ chăn heo trốn, đồn tin này ra khắp trong thành và trong nhà quê. Dân sự đổ ra đặng xem điều đã xảy đến. Vậy chúng đến cùng Đức Chúa Giêsu, thấy người đã bị nhiều quỷ ám đang ngồi mặc quần áo, trí khôn bình tĩnh, thì sợ hãi lắm. Những người đã thấy việc đó, thuật cho họ nghe chuyện đã xảy đến cho kẻ bị quỷ ám và bầy heo. Chúng bèn xin Ngài ra khỏi địa phận mình. Lúc Ngài đang bước vào thuyền, người trước đã bị quỷ ám xin ở lại với Ngài. Nhưng Đức Chúa Giêsu không cho, phán rằng: Hãy về nhà ngươi, nơi bạn hữu ngươi, mà thuật lại cho họ điều lớn lao thế nào Chúa đã làm cho ngươi và Ngài đã thương xót ngươi cách nào. Vậy người đi, đồn ra trong xứ Decapolơ những điều lớn lao thế nào mà Đức Chúa Giêsu đã làm cho mình. Ai nấy đều lấy làm lạ. Khi Đức Chúa Giêsu lại xuống thuyền qua bờ bên kia, có đoàn dân đông nhóm họp chung quanh Ngài. Ngài đứng trên bờ biển. Bây giờ có một người trong những người ca nhà hội tên là Giai-ru đến, thấy Đức Chúa Giêsu bèn gieo mình nơi chân Ngài, nài xin mà rằng: Con gái nhỏ tôi gần chết, xin Chúa đến, đặt tay trên nó, đặng nó lành mạnh và sống. Đức Chúa Giêsu đi với người, đoàn dân đông cùng đi theo và lấn ép Ngài. Vả tại đó có một người đàn bà bị bệnh mất huyết đã 12 năm. Bấy lâu chịu khổ sở trong tay nhiều thầy thuốc, hao tốn hết tiền của mà không thấy đỡ gì, bệnh lại càng nặng thêm. Người đã nghe tin về Đức Chúa Giêsu bèn lẫn vào đằng sau giữa đám đông mà rờ áo Ngài. Vì người nói rằng, nếu ta chỉ rờ đến áo Ngài mà thôi, thì ta sẽ được lành. Cùng một lúc ấy, huyết lậu liền cầm lại, người nghe trong mình đã được lành bệnh. Tức thì Đức Chúa Giêsu tự biết có sức mạnh đã ra từ mình, bèn quay lại giữa đám đông mà hỏi rằng, ai đã rờ áo ta? Môn đồ thưa rằng, thầy thấy đám đông lấn ép thầy, thầy còn hỏi rằng ai rờ đến ta? Ngài nhìn chung quanh mình để xem người đã làm điều đó. Người đàn bà biết việc đã xảy đến cho mình bèn run sợ đến gieo mình dưới chân Ngài, tỏ hết tình thật. Đức Chúa Giêsu phán rằng, hỡi con gái ta, đức tin con đã cứu con, hãy đi cho bình an và được lành bệnh. Đang khi Ngài còn phán, có kẻ đến từ nhà người cai nhà hội mà nói với người rằng, con gái ông đã chết rồi còn phiền thầy làm gì? Nhưng Đức Chúa Giêsu chẳng màng đến lời ấy, phán cùng ca nhà hội rằng, đừng sợ, chỉ tin mà thôi. Ngài chẳng cho ai theo mình, trừ ra Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng là em Gia-cơ. Khi đã đến nhà người ca nhà hội, Ngài thấy chúng làm om sòm, kẻ khóc, người kêu lớn tiếng. Vào nhà rồi, Ngài phán cùng chúng rằng, sao các ngươi làm ồn ào và khóc lóc vậy? Đứa trẻ chẳng phải chết, xong nó ngủ. Chúng nhạo báng Ngài. Ngài bèn đuổi chúng ra hết, đem cha mẹ đứa trẻ với những kẻ theo Ngài, cùng vào chỗ nó nằm. Ngài nắm tay nó mà phán rằng, Talitha Kumi,
nghĩa là hỡi con gái nhỏ, ta truyền cho mày hãy chờ dậy. Tức thì đứa gái chờ dậy mà bước đi vì đã lên 12 tuổi. Chúng rất lấy làm lạ. Ngài cấm ngặt chúng đừng cho ai biết việc ấy và truyền cho đứa trẻ ăn.